Hai ngày sau khi giải nghệ, Hazard được câu lạc bộ ngoại hạng Anh mời chào. Cách đây 2 ngày, Eden Hazard đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32. Một phần lý do khiến anh đưa ra quyết định trên là thất nghiệp lâu ngày. Nhưng ngay sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp, Hazard lại nhận tín hiệu mời chào từ West Ham. Kevin Nolan, cựu tiền đạo nổi danh một thời của ngoại hạng Anh, người nay là trợ lý huấn luyện viên tại West Ham, vừa hé lộ kế hoạch chiêu mộ Hazard. Kevin Nolan nói trên TalkSport, đúng vậy, tôi muốn có một Hazard thăng hoa như thời ở Chelsea tại West Ham. Tôi chắc chắn rằng nếu anh ấy muốn đến với chúng tôi luôn sẵn lòng tạo điều kiện. Tôi không biết ý kiến của huấn luyện viên Travis Moy là gì, nhưng chắc chắn tôi muốn có anh ấy. Trong những năm tuyệt vời nhất ở Premier League, anh ấy đã cống hiến những bàn thắng đẹp nhất. Thật buồn khi ở tuổi 32, anh ấy đã quyết định chia tay sự nghiệp. Nhưng tôi tin rằng một cầu thủ tầm cỡ như anh ấy có thể chơi ở cấp độ cao nhất trong nhiều năm nữa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta có một chút đảo ngược về quyết định đó. Và tôi muốn trao hợp đồng có thời hạn 6 tháng đến 1 năm cho anh ấy. Để thuyết phục được Hazard, Nolan cũng lấy ví dụ nhiều cầu thủ từng tuyên bố giải nghệ rồi sau đó trở lại thi đấu như Paul Scholes. Đó là giai đoạn Scholes giải nghệ nhưng trở lại tháng 1 năm 2012, chỉ sau nửa năm. Với Hazard, anh hoàn toàn có thể nhận tập luyện tại một câu lạc bộ nào đó để duy trì cảm giác với bóng, trước khi nghĩ đến một bến đỗ mới vào tháng 1 năm sau, thời điểm thị trường chuyển nhượng tại châu Âu mở cửa. Và với việc West Ham mở lời, hoàn toàn có khả năng Hazard sẽ trở lại ngoại hạng Anh, giải đấu đánh dấu thời hoàng kim nhất trong sự nghiệp của anh. Hazard khoác áo Chelsea giai đoạn 2012-2019, ghi 110 bàn sau 352 trận, giành 2 chiếc cúp ngoại hạng Anh, 1 cúp FA, 1 cúp liên đoàn và 2 Europa League.